Thưa quý vị, sách là bạn, là tri thức và việc hình thành một thói quen đọc sách hàng ngày là rất quan trọng, nhất là đối với trẻ nhỏ. Vừa đọc vừa chia sẻ, trao đổi nội dung của sách sẽ giúp người đọc hứng thú hơn với sách. Đó là lý do khiến cậu bé 8 tuổi Phan Phúc Khang, ngụ tại phường Thắng Dì, thành phố Vũng Tàu, xây dựng cho mình một thư viện mang tên Thành Công ngay tại nhà. Qua đó phục vụ từ 6 đến 10 bạn thiếu nhi trong khu phố đến đọc sách mỗi ngày. Chúng ta cùng tìm hiểu thư viện thú vị này quý vị nhé. Từ 18 giờ 30 phút mỗi ngày, nhiều bạn nhỏ từ 7 đến 12 tuổi ngụ tại khu phố 1, phường Thắng Dì, thành phố Vũng Tàu lại đến thư viện mang tên Thành Công do em Phan Phúc Khang, mới chỉ 8 tuổi, lập ra để đọc sách. Thư viện này vốn là phòng khách của gia đình Khang, có diện tích khoảng 16 m², được em thiết kế thành nơi đọc sách cho mình và mọi người. Tại con bảo với mẹ con là nếu bạn đọc sách nhiều bạn sẽ thành công, đó là lý do mà con mở thư viện Thành Công á. Dũng yêu thích đọc sách từ nhỏ nên chỉ mới 8 tuổi, Phúc Khang đã sở hữu hơn 500 đầu sách. Muốn chia sẻ niềm đam mê đọc sách, chia sẻ kiến thức từ sách cho các bạn, ngay từ nhỏ, Khang đã nung nấu ý định thành lập thư viện và được cha mẹ rất ủng hộ. Khi mà nghe cháu muốn lan tỏa cái thói quen đọc sách của cháu đến tất cả các bạn ở trong cùng trang lứa, ở trong xóm thì gia đình cũng rất là, hai vợ chồng cũng rất là vui mừng. Thì mẹ cháu thì góp công với cháu là cũng đi lựa chọn thêm nhiều đầu sách khác để bổ sung vào cái giá sách của gia đình. Còn bố thì trang trí, rồi bố cũng thiết kế với cháu cái biểu ngữ và trang trí lại cái giá sách cho nó đẹp hơn để mời các bạn vào. Được sự tư vấn hỗ trợ của bố mẹ, thư viện Thành Công của Phúc Khang ra đời cách đây hơn một tháng. Với cách trưng bày đẹp mắt, gọn gàng, dễ lựa chọn và có nội quy cụ thể, rõ ràng dành cho bạn đọc. Trung bình mỗi buổi tối, thư viện phục vụ từ 6 đến 8 bạn nhỏ trong khu phố. Nhà nhà của con nhiều sách bằng Phúc Khang. Mà con đến đây, con đọc sách bằng Phúc Khang rồi chơi những câu đố. Con rất thích đến nhà em để đọc sách với em. Ở đây có rất là nhiều đầu sách với những chủ đề khác nhau. Con thấy trong thời gian hè này chúng ta nên dành nhiều thời gian cho đọc sách, vậy nên con hay đến nhà em để đọc sách cùng em. Không những được đọc sách tại chỗ, ai có nhu cầu mượn sách về nhà đọc cũng được đáp ứng. Thấy rất vui và rất tự hào. Con sẽ nói với bố mẹ mua thêm nhiều sách hơn để giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Thư viện Thành Công tuy chỉ là một thư viện nhỏ của cậu bé 8 tuổi, nhưng lại là một điểm đến, một sân chơi hữu ích, ý nghĩa của thiếu nhi.